Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào các bạn đến với channel của hai anh em tụi mình. Hôm nay ở nhà hai anh em mình ở trời mưa chán quá các bạn ơi. Ở nhà không biết làm gì. Hai anh em mình có một ý tưởng ngoài đồng dân dã. Bây giờ là mình ra ngoài đồng bắt cá, nướng cá ăn ngoài đồng luôn này cho nó sốc. Đi. Đâu mày đi vô đồng thử coi có cá không vậy? Đã nó có cá trong chổng mà. Tin tao đi, tao dẫn chỗ này là an toàn luôn. Tao nghe lời mày nói có cá 100% mà tao nói rồi, tin tao đi. Không mà. Ôi trời, trời nó không. Em ơi được con cá cô. Nè. Cái cá cô. Quần quá nó chạy rồi. Đồ hùng đi. Mẹ ơi. Hai bắt ốc đi, bắt ốc mẹ. Ok, bắt ốc ăn gì cũng ăn luôn. Được con. Sao được con ốc mập không mẹ? Ủa, ốc này ốc bu của mày. Nè. Nó nằm dưới vỏ mày sao mày không mở? Từ từ. Tao không thấy đâu. Quá trời. Ôi, dân miền Tây mình là có ốc đã lắm nè. Sốc luôn á, sốc nhanh nhanh luôn. Rồi, đó. Ui, được hai con rồi đó. Ui kìa, ui, cái lóc kìa, cái mắt cạn. Mắt ơi. Ui, ui, xinh. Ui, thảo quá các bạn ơi. Cá lóc này nướng ăn cái là thầy luôn á. Ui, ui, ui. Mất luôn rồi. Chưa, con đó. Bự. Bự. Hả? Mồi đó rồi. Thu nhập được con nha anh em. Ê, coi chừng dài dài đó, coi chừng cá nữa nha. Đi lên thử. Nè, mày cầm hồ mí tới tao bắt cho. Cái hồ mí nè. Đấy, tao đi trước cho. Trời ơi. Trong đây nè. Mày thiệt chứ chắc nó xảy cái lúc chán không. Ôi, ok. Đấy. À, lên. Quá đã. Trời ơi, cái này. Đi cùng con đó nha anh em. Cá lóc nướng. Hai con. Chị này dạy anh đỡ đi. Có hang mộ mày. Ôi, người ta bơm đề ra cá nó mắc cạn đó anh em. Ôi, tao bắt được con nữa nè. Trời ơi mày bắt nè. Trời ơi, cái chân của tao mà thằng ông có nợ ơi. Giống quá, chân của tao mà. Còn cái tê này mà không thấy bay. Ba con nha anh em. Cái này no rồi. Ăn no rồi. Có một kỹ nha. Ủa, kiếm nó lại. Đi xíu đi. À, thấy cái nha. Để thấy cái chai bự này chứ. Cầm tay à. Ồ, lên. Chán luôn anh em ơi. Rồi. Ôi. Ôi. Sao rồi? Dính rồi. Rồi, vô rồi. Hay quá luôn ơi. Một con cá lóc nữa nha anh em. Ở vô không? Ok.
quá tạ luôn, quậy luôn. Mày đem bên đây nè. Ủa ơi, cái gì kìa? Cái chặt này anh em ơi. Ok, ok, chả quá tạ luôn kìa. Đã, 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 đã. Ôi, tao cũng nhiều tấn nè. Đây, nhiều cá đi. Lấy thùng lại. Tụi bỏ mày. Nhỏ xíu nha anh em. Lên bờ đây. Còn nhiều ok lắm, tiêu cho mày. Tao nghĩ gì này hết rồi mày ơi. Đâu tham mày nhiều dữ vậy? Đâu không còn thêm đường nữa mày. Ê! Dạ? Ôi, cá. Ủa sao trộm vậy kìa? Đâu? Ôi con cá tre giờ không thấy mày. Đâu? Sao? Ôi mày về luôn đi. Ôi nè. Kế kế. Hết rồi mẹ ơi, thôi lên bờ đi, bắt nhiêu đây đủ ăn rồi. Đi. Ôi mình nãy nhìn trong châu đất. Con châu cày ruộng nha anh em. Tao nghĩ cái đường này hết cá rồi mẹ ơi. Chắc vậy quá. Kết cục của hai anh em tụi mình nha các bạn. Quần quả, một đường dài, mệt mỏi lắm. Nào giờ tao lên tắm xong đi. Rồi nướng cá ăn. Đi. Đi. Ủa, nhưng mắt hâu vậy. Mệt quá. Xuống, 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 xuống. Ủa, nó mát. Nó mát lắm. Ủa. Mát không? Giật đồ đi, lên bờ. Ok. Giật bờ giật đồ. Thơm quá. Thơm.
cục nữa, chấm còn gì bạn. Ôi bỏ phút của hai anh em trong mình đến đây kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay hãy cho một like subscribe. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.